Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lo sợ lật đổ, Nguyễn Phú Trọng phong hàm cho trăm tướng. Đã tham quyền cố vị thì rất thích đảo chính nếu chưa leo lên cột tột đỉnh của quyền lực. Còn khi đã leo lên tột đỉnh của quyền lực thì rất lo sợ bị đảo chính. Chính vì vậy, việc củng cố quyền lực cho vây cánh là một việc làm rất cần thiết để chống đảo chính. Đảo chính có nhiều loại, đảo chính quân sự là dùng lực lượng quân đội cướp quyền lực của người khác lên nắm quyền. Ví dụ như ở Myanmar vừa rồi là một hiện tượng đảo chính quân sự. Tuy nhiên, đó là tình hình ở các nước khác. Còn tại Việt Nam, mà cụ thể là trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chưa hề có đảo chính quân sự mà chỉ có đảo chính ngầm. Hiện tượng năm 2001, ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt và Lê Đức Anh hợp nhau hạ bệ ông Lê Khả Phiêu để đưa Nông Đức Mạnh lên, được xem như là đảo chính ngầm. Như vậy, đảo chính ngầm là dùng quyền lực ngầm để đối phó đối phương phải nhường ghế quyền lực lại cho mình. Việc đảo chính ngầm không xảy ra đổ máu, tuy nhiên tính khốc liệt của nó thì đôi khi không thua gì đảo chính quân sự. Trong một số trường hợp, có thể người bị đảo chính gặp họa sát nhân một cách bí ẩn. Trường hợp ông Trần Đại Quang bất ngờ bị bệnh rồi chết khi còn đang ngồi ở ghế chủ tịch nước, được đồn đoán là ông bị đảo chính ngầm. Và cuối cùng, ông phải nhận lấy cái chết để rồi nhường lại chiếc ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh vinh quang có được sau khi loại được Trần Đại Quang. Phải nói rằng, trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa đến nay, chưa có ai kiêm nhiệm hai chức đứng đầu Đảng và đứng đầu nhà nước như ông Nguyễn Phú Trọng. Và từ thời ông Lê Duẩn tới giờ, cũng chưa ai nắm quyền đến nhiệm kỳ thứ ba như ông Nguyễn Phú Trọng. Hay nói khác đi, ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ tham quyền cố vị và loại bậc nhất Việt Nam hiện nay. Qua tới Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự tạo cho mình suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, là việc làm không được lòng dân và cũng mất lòng đảng viên. Đấy là tấm gương xấu ông đã trà đạp lên đảng luật. Đó là điều mà ông sẽ phải có nhiều kẻ ganh ghét muốn hạ bệ ông trong nhiệm kỳ thứ 3 này. Ở nhiệm kỳ 2 từ năm 2016 cho đến năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng có trong tay đến hai chức lớn. Điều đó giúp ông áp đảo các thế lực còn lại, tránh bị đảo chính ngầm như ông đã làm với Trần Đại Quang. Tuy nhiên, sang nhiệm kỳ thứ 3 thì lợi thế đó không còn nữa và buộc ông Nguyễn Phú Trọng phải tính bài toán khác cho ngai vàng của mình. Củng cố lực lượng công an và quân đội, đó là cách được đưa ra. Nói đến đảo chính thì thường người ta dùng công an và quân đội, và chống đảo chính người ta cũng cần đến hai lực lượng này. Để chống được đảo chính, ông Nguyễn Phú Trọng phải củng cố lực lượng quanh của mình. Được biết, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là hai bộ thuộc chính phủ, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại nắm quân đội và công an về mặt đảng. Có thể nói, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã nghe ông Trọng hơn nghe bên chính phủ. Tuy nhiên, chuyện trong công an và trong quân đội, tướng tá là người thuộc phe này hay phe kia đan xen lẫn nhau theo dạng tăng lược là chuyện hết sức bình thường. Mỗi tướng tá đều chịu ơn nâng đỡ của ai đó, vì vậy họ sẽ trung thành với người đã nâng đỡ mình. Bây giờ, chức chủ tịch nước thì đã chia sẻ cho Nguyễn Xuân Phúc, vậy nên ông Nguyễn Phú Trọng cũng ý thức được quyền lực của ông đã không còn như trước nữa. Cộng thêm vấn đề về sức khỏe của ông cũng không được đảm bảo, vì vậy tính bài toán xây dựng lực lượng trung thành quanh mình là điều cần thiết, đặc biệt mà khi ông phải về hưu. Người ta nói vì Đảng Cộng sản Việt Nam quá ích kỷ, không chịu chia sẻ quyền lực cho ai cả, nên mới cấm đảng phái khác hoạt động. Và đó là lý do tại sao chế độ này nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù để cho quân đội và công an dọn dẹp thật sạch mầm mống chống đối. Không có nước nào quân đội tính trên đầu người đông như quốc gia cộng sản, và không có quốc gia nào mà công an tính trên đầu người nhiều như quốc gia cộng sản. Nên thế giới văn minh mới tặng cho chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam một cái tên không mấy tốt đẹp nhưng lại rất đúng. Đó là nhà nước công an trị. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, một cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng. Tương tự như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng vì tham quyền lực nên nhìn đâu trong đảng cũng thấy kẻ thù cả. Ông dựng lên cái lò đốt củi cũng vì để đốt bớt kẻ thù, tạo nên thế ngồi vững chắc trên chiếc ghế quyền lực của mình.
Theo lịch, sang tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ còn nắm một chức vụ duy nhất là chức Tổng Bí thư. Ông cần phải bám thật chắc vào chiếc ghế còn lại đó, vì đó là chiếc ghế quyền lực nhất Việt Nam mà đối thủ của ông luôn nhắm đến. Vậy nên, ông Trọng tính phải làm gì? Ông phải chuẩn bị những gì? Đó là bài toán đặt ra cho ông làm ngay lúc này và làm luôn. Với ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Nguyễn Phú Trọng không còn lo nữa, nhưng với thế lực Phạm Minh Chính thì quả thật rất khó lường. Vì ông Phạm Minh Chính hiện nay là một tay rất khá trên chính trường Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường công danh của ông vẫn lên vồn vột. Đặc biệt, ông lại có yếu tố Trung Quốc hỗ trợ. Phong hàm cho hàng trăm tướng tá một cách bất thường, đây là điều được đưa ra trong Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Vào ngày 21 tháng 3, trên báo Vietnamnet có bài viết Chủ tịch nước thăng tướng cho 574 sĩ quan quân đội và công an trong nhiệm kỳ. Bài báo cho biết trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan công an và một con số đông bất thường. Thảo nào thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã rất mạnh trong nhiệm kỳ vừa qua, mạnh đến nỗi ông đoạt luôn chức chủ tịch nước một cách dễ dàng. Trong tư cách là chủ tịch nước và trong những ngày cuối cùng chức vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho lập báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của chủ tịch nước đã được gửi tới Quốc hội chuẩn bị cho kỳ họp 11, Quốc hội khóa 15. Được biết ở nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định bổ nhiệm 5 phó thủ tướng chính phủ, 21 bộ trưởng các thành viên khác của chính phủ và nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ, chủ tịch nước đã ký kết quyết định bổ nhiệm một số bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ khi có sự thay đổi về nhân sự. Điển hình như Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể thay cho ông Trương Quang Nghĩa được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đà Nẵng. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng sau khi ông Trương Minh Tuấn bị xử lý sai phạm trong vụ án AVG. Và tại Tổng Thanh tra Chính phủ là bổ nhiệm ông Lê Minh Khái thay cho ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ Y tế là bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long làm Bộ trưởng sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được điều động phân công làm trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Và Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là bổ nhiệm ông Huỳnh Thạch Đạt làm Bộ trưởng thay cho ông Chu Ngọc Anh được điều chuyển công tác về Thành ủy Hà Nội. Tiếp đến là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng thay cho ông Lê Minh Hưng được phân công làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh báo chí cho thấy bàn tay của Nguyễn Phú Trọng đã làm lạm phát tướng rất nhiều. Cùng với đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan công an Việt Nam và tước danh hiệu công an nhân dân với 4 sĩ quan cấp tướng, giáng cấp hàm đối với 2 sĩ quan cấp tướng khác. Có thể nói chưa có chủ tịch nước nào nắm quyền chỉ mới 2 năm mà ký bổ nhiệm dày đặc quan chức từ trung ương đến địa phương và trong mọi ngành nghề như thế. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng thông qua hành động sắp trao chức tước ấy thì ẩn đằng sau của nó là ý muốn củng cố quyền lực phe cánh mạnh lên là điều khó tránh khỏi. Nếu phe của ông không mạnh thì ông không thể ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 2 và tiếp theo là nhiệm kỳ thứ 3. Ý nghĩa của việc cướp ngôi được làm sáng tỏ. Nếu xô chuỗi lại thì sẽ thấy việc bổ nhiệm người nhiều như vậy là tạo thế lực quanh ông để ông có sự ủng hộ mạnh mẽ được ngồi vào ghế Tổng Bí thư tiếp tục ở nhiệm kỳ thứ 3. Đó là điều dễ thấy, mặc dù điều lệ đảng của Cộng sản Việt Nam không cho phép điều đó, nhưng ông vẫn làm. Phải nói rằng với nhiều người mang ơn nghĩa của ông Nguyễn Phú Trọng như thế, thì dù thế lực của Phạm Minh Chính có mạnh cỡ nào cũng phải e sợ trước sức mạnh hiện có của ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là sự chuẩn bị trước để chống đảo chính, vì theo luật mà nói, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ 3 ghế Tổng Bí thư là đã phạm luật rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang có hai nhiệm vụ lớn mà ông đã đặt ra và đang thực hiện nó. Thứ nhất là củng cố lực lượng đông đảo để chống đảo chính ngầm. Thứ nhì là dùng những thuộc hạ dám trà đạp lên luật pháp, ưa dùng bạo lực với nhân dân để đe dọa cho người dân phải sợ. Khi trong đảng sợ ông và ngoài đảng cũng sợ ông, thì ông có thể thực hiện giấc mơ cầm quyền suốt đời. Được biết trong lĩnh vực tư pháp có những vụ án
mà người dân đang theo dõi và chú ý. Ông Nguyễn Phú Trọng có Nguyễn Hòa Bình đã giúp sức trà đạp lên pháp luật để bảo vệ cái sai cố hữu và của bộ máy và răn đe để dân không được phép phản đối nữa. Vụ án Hồ Duy Hải và vụ án Đồng Tâm là một ví dụ điển hình. Từ cuối năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng với vai trò kép vừa là Tổng Bí thư vừa là Chủ tịch nước. Ông đã chuẩn bị để có thể nói là hoàn hảo cho tham vọng tiếp tục cầm quyền của mình. Đây là hình ảnh để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã toàn tính trước đó 4 năm. Nếu không có việc cướp ngôi vào năm 2018 thì không thể phong hàm tướng nhiều đến như vậy. Mà không phong hàm tướng được nhiều thì ông đã không có suất đặc biệt để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Nói cho cùng, việc cướp ngôi cũng là một kế hoạch tính trước nhiều năm mà nay ông Nguyễn Phú Trọng đang tận hưởng thành quả của nó. Có thể nói trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn chưa có ai thực sự vượt qua được ông Nguyễn Phú Trọng về việc tính toán những bài toán thâm đến như vậy. Ông Phạm Minh Chính là thế lực mạnh mới nổi, nhưng có lẽ đợi ông Nguyễn Phú Trọng thật sự già yếu thì ông Phạm Minh Chính mới có thể vượt lên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 3 năm 2021 với bản tin Lo sợ lật đổ, Nguyễn Phú Trọng phong hàm cho trăm tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.